Bò bít tết là món sang trọng, là món ăn Tây xuất xứ từ Mỹ. Thịt bò rất giàu chất dinh dưỡng, từ thịt bò ta có thể làm ra nhiều món ăn ngon khác nhau. Điểm thu hút của món ăn này đó là sự kết hợp hài hòa với hai món ăn kèm là khoai tây và măng tây. Bắt kịp xu hướng yêu thích ẩm thực, mình xin cung cấp cho các bạn cách làm bò bít tết. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nhé. Việc đầu tiên, thịt bò rửa sạch, thấm khô. Bạn có thể chọn thịt bò có hoặc không có xương, nó tạo ra rất ít sự khác biệt về hương vị và kết cấu. Nêm gia vị vừa đủ lên miếng thịt bò. Cắt nhuyễn các loại rau mùi. Tiếp tục mình sẽ bằm tỏi. Mình sẽ chừa không bằm vài củ nguyên để riêng cho vào chiên với thịt bò. Măng tây rửa sạch, cắt đuôi. Khoai tây rửa sạch, không cần gọt vỏ, cắt thành từng miếng dày khoảng 1 đến 1 cm. Tiếp tục trộn bơ, các loại rau mùi tây và tỏi. Cách chiên khoai tây. Đun nóng chảo làm tan chảy bơ. Cho khoai tây vào xào. Liên tục đảo cho đến khi khoai tây hơi mềm. Sau đó cho bơ đã trộn tỏi và rau mùi vào. Nguyên nhân mình không cho bơ đã trộn tỏi vào ngay từ đầu là khoai tây lâu chín hơn măng tây, khi chiên sẽ bị cháy tỏi. Nêm gia vị vào. Vớt ra sang một bên để tiếp tục xào măng tây. Cách xào măng tây. Làm tan chảy bơ đã trộn tỏi và rau mùi. Cho măng tây vào xào.
Tiếp tục cho gia vị vào, xào cho đến khi măng tây vừa chín tới. Cách áp chảo thịt bò bít tết. Làm tan chảy bơ. Đun nóng chảo trên lửa lớn có đường sọc. Chảo sọc được thiết kế chuyên làm bít tết phải dày, có độ nóng cao, giữ nhiệt lâu. Trước tiên, mình để nhiệt độ cao để tạo đường sọc, tăng thêm phần đẹp mắt cho miếng thịt bò. Cho bít tết vào chảo và chiên. Lật lại cứ sau 30 giây hoặc 1 phút. Tổng cộng hai bên là 4 phút. Chiên cho đến khi lớp thịt chuyển sang màu nâu và các cạnh có đường sọc trên miếng thịt là đẹp và hấp dẫn. Khi đã tạo được đường sọc trên miếng thịt thì hạ lửa. Thêm bơ đã trộn tỏi và rau mùi. Cho tỏi nguyên củ lúc đầu đã chừa lại một ít. Rải thêm các loại rau mùi nếu bạn muốn tăng thêm hương vị. Lật lại chiên một lần nữa. Bắt đầu kiểm tra nhiệt độ bên trong của thịt. Tại thời điểm nấu chín tổng cộng 6 phút, tùy theo sở thích, chín vừa hay chín tái mà bạn muốn. Khi bạn đã chiên theo ý muốn tái hay chín thì tắt lửa. Đặt miếng bít tết sang một bên để tạo khoảng trống. Sau đó cho khoai tây và măng tây trở lại chảo cùng với bít tết. Sử dụng muỗng để rưới bơ lên miếng thịt cho bơ không bị khô. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ẩm thực, mình tự tin sẽ mang đến cho các bạn những bữa ăn ngon nhất. Miếng thịt bò mềm, khi thái ra, bạn sẽ thấy thịt bò vẫn còn màu hồng chín tái. Hương vị rất thơm ngon và hấp dẫn. Để giữ cho miếng bít tết của bạn ngon ngọt và mềm, bít tết cũng cần có lớp mỡ đi kèm. Nếu bạn muốn biết các cấp độ chín của thịt bò bít tết, bạn hãy tham khảo dưới phần mô tả của video. Và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ xem hết video này.